EU nín thở chờ quyết định của Nga về Nord Stream trước giờ G. EU nín thở chờ xem Nga có nối lại vận chuyển khí đốt qua Nord Stream vào ngày 21 tháng 7 sau khi bảo dưỡng xong đường ống hay không. Hai nguồn tin quen thuộc với các kế hoạch xuất khẩu nói với Reuters, các dòng khí đốt Nga qua đường ống Nord Stream hay Nord Stream 1 để phân biệt với Nord Stream 2 được cho là sẽ khởi động lại đúng hạn vào ngày 21 tháng 7 khi hoàn thành bảo dưỡng định kỳ. Đường ống chiếm hơn 1 phần 3 lượng khí đốt tự nhiên xuất khẩu của Nga sang Liên minh châu Âu EU đã bị tạm dừng trong 10 ngày bảo dưỡng hàng năm, bắt đầu từ 11 tháng 7. Các nguồn tin cho hay, Nord Stream dự kiến sẽ hoạt động trở lại đúng thời hạn, nhưng ở mức thấp hơn công suất khoảng 160 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày. Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom đã giảm xuất khẩu khí đốt qua Nord Stream xuống 40% công suất vào tháng trước, với lý do một tua bin của Nord Stream đường ống mà Siemens Energy bảo dưỡng ở Canada không được trả lại đúng hẹn. Gazprom sẽ trở lại mức cung cấp như trước ngày 11 tháng 7. Một trong những nguồn tin cho biết khối lượng khí đốt dự kiến vận chuyển qua Nord Stream từ ngày 21 tháng 7. Trước thông tin tích cực này, hợp đồng khí đốt giao trước theo tháng chuẩn của Hà Lan đã giảm 3% hôm 19 tháng 7. Trước đó trong ngày, hợp đồng đã giao dịch cao hơn sau khi tờ Wall Street Journal đưa tin rằng Ủy ban châu Âu không mong đợi đường ống sẽ khởi động lại sau đợt bảo dưỡng. Nga khẳng định là nhà cung cấp tin cậy. Nord Stream, dòng chảy phương Bắc, chạy dưới lòng biển Baltic từ Nga tới Đức đã trở thành tâm điểm chú ý kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina vào ngày 24 tháng 2. Phương Tây cáo buộc Nga, nhà xuất khẩu khí đốt lớn nhất thế giới và nhà cung cấp dầu thô lớn thứ hai khí tài hóa nguồn cung cấp năng lượng. Nga bác bỏ cáo buộc, khẳng định là một nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy. Chủ sở hữu và nhà điều hành Nord Stream do tập đoàn dầu khí Gazprom sở hữu phần lớn và là tuyến đường chính mà khí đốt của Nga chảy sang Đức. Gazprom có 51% cổ phần và số còn lại do bốn đối tác phương Tây nắm giữ, EONGN và Wintershall Dea của Đức có 15,5% mỗi bên và NG của Pháp và Gasuni của Hà Lan giữ 9% mỗi bên. Các đối tác của dự án đã bơm 30% theo tỷ lệ sở hữu trong vốn chủ sở hữu và nhận 70% còn lại từ các khoản vay ngân hàng và cơ quan tín dụng xuất khẩu. Công ty Nord Stream AG có trụ sở tại Thụy Sĩ là công ty điều hành các vấn đề về vận chuyển, kỹ thuật pháp lý và môi trường nhưng không sở hữu tài sản hoặc khí đốt trong đó. Gazprom Export xử lý các lô hàng thông qua các hợp đồng với các công ty năng lượng và thương nhân khí đốt của châu Âu. Tầm quan trọng của Nord Stream Có những đường ống dẫn khí lớn khác từ Nga đến châu Âu, nhưng khối lượng vận chuyển qua những đường ống này đã dần bị suy giảm. Đường ống châu Âu Yaman, từng vận chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu trước đây, đã chảy ngược về phía đông từ Đức đến Ba Lan kể từ đầu năm nay. Khí đốt qua các đường ống chạy từ Nga sang châu Âu trung chuyển qua Ukraine cũng đã giảm sau khi Ukraine ngừng một tuyến của đường ống vào tháng 5, viện dẫn bị Nga kiểm soát lãnh thổ. Ảnh hưởng nếu Nord Stream ngừng hoạt động Nếu Nord Stream không hoạt động trở lại vào ngày 21 tháng 7, châu Âu sẽ không có đủ nguồn cung cấp khí đốt cho những tháng mùa đông cao điểm. Các kho dự trữ khí đốt của châu Âu hiện mới chỉ đầy 64%, trong khi mục tiêu là 80% vào ngày 1 tháng 11. Tạp chí Focus của Đức cho biết, Công ty Uniper đã phải dùng đến dự trữ khí đốt để hoàn thành các hợp đồng giao hàng khi Nord Stream tạm ngừng cung cấp hoàn toàn trong thời gian bảo dưỡng. Nếu Nord Stream ngừng xuất khẩu hoàn toàn sau đợt bảo trì vào ngày 21 tháng 7, mức dự trữ khí đốt của EU sẽ chỉ đạt khoảng 65% trước mùa đông, dẫn đến nguy cơ thực sự là châu lục này có thể cạn kiệt khí đốt trong mùa sưởi ấm, làm tăng thêm nguy cơ bất ổn trên thị trường mà giá khí đốt vốn đã cao. Các nhà phân tích tại Restart cho biết, Giá khí đốt ở châu Âu đã ở mức gấp 3 hoặc 4 lần so với một năm trước và góp phần lớn vào lạm phát và căng thẳng chính trị. Các công ty bị ảnh hưởng Là một đường ống quan trọng cho quá trình vận chuyển khí đốt của Nga, nhiều công ty mua khí đốt lớn của châu Âu có hợp đồng với Gazprom đã bị cắt giảm nguồn cung sau khi công suất của Nord Stream còn 40%. Các công ty này bao gồm OMV của Áo, NNI của Italy, Uniper và RWE của Đức. Nga đã cắt giảm khí đốt đến Bulgaria, Phần Lan, Ba Lan, Đan Mạch, công ty Hà Lan Gastera và Shell cho các hợp đồng với Đức sau khi tất cả từ chối yêu cầu của Điện Kremlin chuyển sang thanh toán bằng đồng rút. Tổng thống Putin, dòng chảy khí đốt sang châu Âu giảm là do lỗi của phương Tây. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ngày 19 tháng 7 rằng việc dòng chảy khí đốt của Nga sang châu Âu sụt giảm là do lỗi của chính phương Tây và cảnh báo điều này có thể sẽ tiếp diễn. Những bình luận của Tổng thống Putin đã cho thấy EU đang đối mặt với sức ép ngày càng lớn khi liên minh này lo ngại việc Nga cắt nguồn cung khí đốt sẽ gây tổn thất lớn về kinh tế và chính trị ở châu Âu trong mùa đông này. Phát biểu trước báo giới ở Tehran ngày 19 tháng 7, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Putin cho biết lượng khí tự nhiên Nga được bơm qua đường ống dòng chảy phương Bắc tới Đức sẽ giảm thêm từ 60 triệu mét khối một ngày xuống còn 30 triệu mét khối một ngày, tức là chỉ bằng 1 phần 5 công suất của nó nếu một tua bin không được nhanh chóng thay thế. Theo Tổng thống Nga, Moscow có thể khởi động đường ống dẫn khí dòng chảy phương Bắc 2 được hoàn thành gần đây nhưng chưa đi vào vận hành, song nó chỉ hoạt động với một nửa công suất do phần còn lại được sử dụng để đáp ứng nhu cầu trong nước. Nhà lãnh đạo Nga cũng cảnh báo kế hoạch của phương Tây khi áp giá trần lên dầu Nga như một phần trong các biện pháp trừng phạt vì cuộc chiến ở Ukraine sẽ chỉ khiến thị trường dầu mỏ toàn cầu thêm bất ổn và giá cả tăng cao. Chúng tôi nghe được một số ý tưởng điên rồ rằng sẽ hạn chế khối lượng dầu Nga và áp giá trần lên dầu Nga, nhưng kết quả sẽ không có gì thay đổi, đó là sự gia tăng về giá cả, giá cả sẽ tăng chóng mặt. Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, EU đã áp lệnh cấm than đá và hầu hết dầu mỏ Nga có hiệu lực vào cuối năm nay, nhưng không bao gồm khí đốt bởi EU phụ thuộc vào nguồn năng lượng này để vận hành các nhà máy, sản xuất điện và sưởi ấm. Tập đoàn khí đốt do nhà nước kiểm soát Gazprom của Nga đã giảm cung cấp khí đốt qua đường ống dòng chảy phương Bắc 1 tới Đức khoảng 60% vào tháng trước khi dẫn ra những vấn đề kỹ thuật sau khi một tua bin mà công ty Siemens của Đức gửi tới Canada để bảo trì không được trả lại do lệnh trừng phạt. Canada và Đức đã đạt được một thỏa thuận về việc trả lại tua bin trên, nhưng Tổng thống Putin cho biết Gazprom vẫn chưa nhận được các tài liệu liên quan. Tổng thống Nga cho biết Gazprom sẽ đưa một tua bin nữa đi sửa chữa vào cuối tháng 7 và nếu tua bin được đưa tới Canada không được trả lại vào thời điểm đó, lượng khí đốt sẽ tiếp tục bị cắt giảm thêm. Theo ông Putin, một lý do nữa cho việc giảm nguồn cung là do Ukraine đóng cửa một đường ống vận chuyển khí đốt Nga tới phương Tây, đi qua khu vực do lực lượng ly khai được Nga ủng hộ kiểm soát. Ngày 19 tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định Moscow không nhận thấy bất kỳ mong muốn nào từ Ukraine để hoàn thành các điều khoản trong thỏa thuận hòa bình sơ bộ đã được nhất trí hồi tháng 3 năm 2022. Phát biểu về báo giới trong chuyến thăm Iran, Tổng thống Putin cho biết Ả Rập Xê và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAV đang đề xuất làm trung gian hòa giải cho Nga và Ukraine. Khi được hỏi về khả năng diễn ra một cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Putin đã trả lời rằng Kiev không bám vào những điều khoản trong thỏa thuận hòa bình sơ bộ mà ông đã cho là đã đạt được một phần vào tháng 3. Tổng thống Putin nói kết quả cuối cùng phụ thuộc vào sự sẵn sàng của các bên liên quan trong việc thực hiện thỏa thuận đã đạt được. Hiện nay, Nga không nhận thấy có mong muốn như vậy. Cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine đã diễn ra vào tháng 3 năm 2020 với việc cả hai bên đều nêu ra những đề xuất của mình nhưng không đạt được đột phá. Vào thời điểm đó, Tổng thống Zelensky cho biết chỉ có một kết quả cụ thể từ các cuộc trao đổi mới có thể tin cậy. Ông Putin đã gặp lãnh tụ tối cao Iran ở Tehran ngày 19 tháng 7 nhằm làm sâu sắc quan hệ giữa hai bên giữa bối cảnh cả hai đều chịu lệnh trừng phạt từ phương Tây. Trong chuyến công du này, ông Putin cũng gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan để thảo luận về một thỏa thuận nhằm nối lại xuất khẩu ngũ cốc qua biển đen của Ukraine.